Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gia Dụng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái máy lọc nước sản xuất của Italia. Này, bình thường là cốc màng là của Đài Loan đúng không? Nhưng mà cái lọ con này thì sản xuất của Ý nha, đây này, có dầm nồi made in Italia. Thì cái con này là có cái khác biệt gì so với những cái con máy kia nhá? Thì trước tiên tổng thể của nó là nó màu xám này. Đấy. Thì nhìn nó kiểu đẹp đúng không? Nó khác biệt so với những cái con máy khác trên thị trường này. Đấy. Và có cái đồng hồ báo thay lõi này, đấy, đồng hồ thông minh này, báo đầy bình áp nguồn điện này, hoặc là khi nào mà nước vào yếu quá thì nó cũng báo này. Đấy. Hoặc là thay lõi 1 2 3 4 5 đến thời gian. Lõi số 4 là màng này, đến thời gian thay thì nó sẽ báo thay. Đây bên hông. Đây thì con này nó thiết kế cái màu xám xám như này để nó khác biệt với những con khác trên thị trường nhé. Bơm nguồn thì vẫn của Đài Loan thôi, tuy nhiên là có cái ba, có cái cốc này và có cái đây là cái bát, cái cốc màng này nữa nhá, cũng là của made in Italia này. Thì cái này là nhập khẩu của Ý nhá. Và chi tiết của nó này thì đây các bạn nhìn thấy nhá. Bình thường là những cái máy kia đúng không, thì từ cốc số 1 này nó qua van điện từ này sang bơm đúng không, xong bắt đầu sang cốc số 2, sang cốc số 3. Đấy, tuy nhiên là cái con này khác nhá, nó nối luôn cốc 1, cốc 2, cốc 3 nối với nhau. Thì nó làm như thế này cũng giảm thiểu được cái tình trạng là bị giò đúng không? Ví dụ là những cái cốc này mà nối với nhau bằng những cái cút ốc chẳng hạn thì nó hay bị giò nước nếu mà không vặn chặt. Đấy. Còn nếu mà nó làm nối luôn như thế này ấy, thì cơ bản là liền khối mà, liền mạch mà, gần như là không bao giờ bị giò ở những cái bát cốc như thế này. Đấy. Đây là cái cốc của nó. Này. Đây, thì đây là cái cốc của nó. Này. Nó giống cái cốc bình thường của mình thôi. Thì cái máy này nó làm ba cái cốc nguyên như thế này thì nước nó sẽ chảy qua ba cái cốc này, sau đó bắt đầu mới lên cái bơm này. Cái bơm này nó khác biệt so với những cái máy khác trên thị trường một chút là nó quay sang bên trái này, đúng không? Bình thường cái đầu bơm nó quay sang bên phải này. Thì con này nó quay sang bên trái. Đấy. Phần cấu tạo của nó thì cũng giống nhau thôi, cũng có áp thấp áp cao van điện từ nguồn bơm. Và có một cái điểm khác biệt nữa mà để phân biệt và nó có gọi là có cái gì tốt hơn so với những cái máy khác trên thị trường không? Thì nó khác cái phần lớn nhất ở chỗ này nhé, các bạn để ý này. Cái lõi này thì giống những cái lõi kia thôi, những cái máy bình thường cũng là lõi 1, 2, 3 bằng than hợp tính hoặc là bằng xử lý đá vôi này, hoặc là lõi lọc PP bằng bông ép này. Tuy nhiên là nó khác biệt ở cái cốc này. Cái cốc này là nó có mạ ion bạc nhé các bạn nhé. Cái cốc xám xám này, nhìn ở qua quay clip này nó không rõ lắm nhưng mà nếu các bạn nhìn thực tế sẽ thấy là cái lớp này nó sẽ tráng một lớp ion bạc trong này này. Đấy, kiểu nano silver ấy, nó tráng trên cốc luôn. Thì để nó diệt khuẩn luôn ở cái nguồn nước đổ vào. Đấy, đây các bạn nhìn thấy này. Màu xám này thì nó là cái màu xám nhựa thôi, tuy nhiên là nó có tráng ấy. Các bạn nhìn thấy nó bóng luôn, nó hơi bóng hơn một chút này. Thì nó tráng một lớp ion bạc trong này. Đấy, cả ba cốc này thì cả cốc màng luôn. Thì đây là cái mà khác biệt một chút so với những cái máy thị trường. Thì cơ bản là ở cái cốc này là nó đã diệt khuẩn được rồi. Và cái loại này nó chỉ có 3 cốc thôi nhá. Máy trên thị trường thì ví dụ máy bình thường, máy của Đài Loan, cốc của Đài Loan thì có thể có biến gọi là có những cái biến thể như kiểu là 4 cốc đúng không? Nhưng loại này người ta sản xuất là chỉ có 3 cốc thôi. Và các bạn lưu ý khi lắp cái máy này thì cái nguồn nước đầu vào thì cơ bản là phải cao hơn máy nhá. Đấy, còn ngang với máy thì máy nó cũng hút được, tuy nhiên nó sẽ yếu hơn. Tại sao? Bởi vì là nước nó chảy qua 3 cốc rồi đúng không? Ví dụ bơm đây, máy bình thường là nó hút qua cốc số 1 thôi, nhưng mà cái con máy này nó phải hút qua ba cốc, thì qua ba cốc, qua ba lõi này thì nó hút bơm nó sẽ hút yếu hơn nhiều. Đấy, nên là lắp cái máy này thì nó vẫn kém trọng một chút, đó là cái nguồn nước, ví dụ là nước ở trên tét xuống hoặc là nước máy thì là ok, chứ còn nếu mà nước hút ở dưới bể ngầm lên thì nó sẽ hơi khó hút một chút nhé. Còn là nó có hút được thì cái tuổi thọ bơm nó sẽ giảm xuống ấy. Tuy nhiên là mình thấy là nó chất lượng hơn những cái máy khác, chủ yếu là ở cái cốc này. Đấy, nó có cái ion bạc này, khá là ok. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ sơ qua về cái máy này thôi, còn cấu tạo bên trong thì nó giống nhau nhé. Nó chỉ khác nhau ở cái bát cốc này, ở những cái vỏ lõi này. Đấy, cốc màng này, nó có thêm cái lớp ion bạc để nó diệt khuẩn. Có câu hỏi nào về máy lọc nước hay là điện dân dụng thì các bạn comment phía dưới clip nhé, hoặc là gọi điện theo số hiện trên tổng đài. Xin chào.